người nhá. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em. Em lên cho cả nhà năm em họ Minh Mái bây giờ lúc này để anh em lựa về kích trống hay là về kép sinh sản nhé anh nhá. Em Minh Mái đầu tiên em chia sẻ cho anh em nhà mình giá 900.000. Một em Minh Mái đầu mặt nó hơi xước, người rất là dài. Em này khá là già nhá anh nhá. Nó khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm rồi. Anh em nó thích mái già hoặc quả mái thì anh em có thể lựa. Khi đã tùy rồi các anh các bác nhà mình yên tâm nhé. Chuẩn chim mái 100% rồi. Chim không có tật lỗi gì ạ. Âm tùy dòng tùy rất là hay. Lông xanh nhá anh nhá, chân khá là khô. Em này không phải mái non, không phải mái truyền ạ. Đấy, nói chung là em chim như nào thì em cũng nói rõ để mỗi anh em thích mỗi loại khác nhau thì anh em bổ kết anh em ủng hộ em nhé. Đầu mặt em này hơi xước thì em sẽ chia sẻ cho anh em giá 900.000. Đây em sẽ chuyển sang em mái mang mã số là 1004 xanh nhá. Em lên với cả nhà em mi thứ hai trong video clip này mang em mái mang mã số 1004 anh nhá. Em 1004 này một mi mái bộ to đuôi xòe, lông đuôi phần lông đuôi đang thay này. Rất là đẹp luôn. Em này thì em chia sẻ cho anh em giá 1.1 triệu nhá anh nhá. Mỏ mỏng chân vàng. Đầu mặt rất là ok luôn. Chân móng mỏ đầy đủ nhá, nước lông màu xanh, bản đuôi xòe. La mắt rộng nhá, mặt rất là đẹp luôn các anh ạ. Em đi máy mang mã số 1004 này mắt màu thiên lam đẹp cực kỳ luôn. Đấy, mỏ mỏng dính. Đấy, các bác có thể xem nhá. Em này đầu táo, một em họa mi mái rất là đẹp luôn. Em chia sẻ cho cả nhà giá 1.1 đồng, chim đã ăn cám cứng khỏe mạnh rồi, khá là già rừng. Khoảng 1.5 năm nhá anh nhá. Anh em mà chưa có mái về kích trống hoặc là về hộ chiến thì anh em có thể ủng hộ em Quỳnh nhá. Liên hệ cho em Quỳnh qua số điện thoại hoặc Zalo là 0983 936 899. Giờ em sẽ chuyển sang em 1005 cho cả nhà sưu tầm tiếp nhé. Em lên với cả nhà em chim mang mã số 1005 nhé anh nhé. Đấy, mời cả nhà cùng sưu tầm mái tiếp này. Chim mái bên em Quỳnh thì cũng đã xùy rồi nên anh em nhà mình yên tâm. Em này là một em mi mái đuôi xòe. Lông lá mùa này nhìn chán đời luôn các bác nhỉ. Chim đang thay lông nhưng mà anh em yên tâm. 1-2 tháng nữa lông lá nó hoàn thiện thì lúc đấy chim rất là đẹp nhé. Đây bộ rất là ok luôn. Họa nét đẹp, họa đóng cao và rất là sắc nét nhá. Em này đầu hơi xước thì em chia sẻ cho các anh các bác nhà mình với giá 1 triệu. Chim tại Tuyên Quang, cả nhà có nhu cầu thì alo cho em để em ship chim cho cả nhà mình nhá. Với những khu vực lân cận như là Phú Thọ này, Phú Thọ, Thái Nguyên rồi là Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh các thứ thì em sẽ gửi trong ngày nhá. Còn nếu anh em ở xa hơn một chút thì em sẽ gửi hôm trước hôm sau là anh em nhận được. Nói chung là cái quá trình gửi hàng bên em thì anh em yên tâm 100%. Mình gửi lâu, gửi chuyên nghiệp rồi nên là có liên kết với các xe rồi. Nên cái quá trình vận chuyển của anh em mình, chú chim từ em Quỳnh đến tay anh em nhà mình rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần các bác thiện chí là em sẽ có cơ hội để ship chim cho các bác nhà mình nhá. Em này thì em chia sẻ với giá 1 triệu này cả nhà này. Mã số 1005.
chim mi mái đã xùy, giọng xùy hay, tiếng xùy to nhá các anh nhá. Đấy, em mời cả nhà cùng quan sát này, cả nhà có thể ngắm đầu mặt, móng mỏ hay là chân cẳng này. Mái xùy rất là nhiều, mau mỏ nha canh nhá. Đấy, mi mái vừa xùy đấy. Em này chia sẻ cho anh em giá 900, à 1 triệu nhá, xin lỗi cả nhà. Giá 1 triệu mang mã số 1005, bây giờ em sẽ chuyển sang em 1006 nhá canh nhá. Dạ vâng ạ, em Quỳnh tiếp tục lên với cả nhà em chim mang mã số 1006 nhá canh nhá. Đấy, em mi mái đang dây lông này canh nhá. Em này chia sẻ cho anh em nhà mình giá 800.000 nhá. Họa rất là đẹp, với em chim này thì cực kỳ đẹp, nhưng thứ nhất là mặt nó hơi xước, với chim đang dây lông thì em cũng chia sẻ cho anh em một cái giá yêu thương để anh em về ôm lông em nói nhá. Chân rất là đẹp luôn các anh ạ. Đầu mặt rất là có nét nhá. Mỏ to, chân to. Dạ em mi mái này mang mã số là 1006. Với cả nhà nhá, em chim mái mang mã số 1006 với giá 800.000. Chim rất là ok luôn, nhìn người đầu mặt nó có họa có nét lắm các bác ạ. Chim thì cũng đã xùy rồi nên cả nhà mình yên tâm nhá. Về nuôi dưỡng thuần hóa một vài tháng nữa thì khi đấy chim nó cũng thuần hơn này, lông lá mọc lại đẹp hơn, đầu mặt ok hơn các anh nhá. Chim giọng thùy xùy rất là hay rồi nên là cả nhà về chỉ cần nuôi dưỡng thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ có những em mái hay, mái đỉnh để chơi nhá các anh nhá. Cái mái thì anh em có thể về để kích trống. Nói chung là không có mái thì trống cực kỳ thiếu nhá. Đấy, mái nó giữ điện, giữ lửa cho trống rất là tốt. Nên anh em nhà mình yên tâm là có mái thì thực sự là cần thiết cho những em chim trống. Không có mái thì thiếu, nhưng mà có mái thì mình cũng biết dùng đến. Nhưng mà cũng nên nuôi nhá các anh nhá. Rất nên nuôi một em mái trong cái quá trình nuôi chim họa mi. Và em này thì đầu mặt quá là ok luôn, họa đẹp. Em chia sẻ cho cả nhà giá 800. Và bây giờ em sẽ chuyển sang em chim mang mã số 1007 nhá. Đúng rồi, em lên với cả nhà em chim thứ 5 này, mang mã số 1007 nhá các anh nhá. Đây cũng là em chim mang mi mái cuối cùng trong video clip buổi chiều hôm nay của em mình rồi. Em mời cả nhà mình cùng theo dõi em nó này. Chim hơi nhảy một chút nhưng mà được cái thì anh em yên tâm nhá, móng mỏ chân móng đều đầy đủ. Chim không có tật lỗi gì và đã xùy rồi. Giọng xùy em này rất là hay và mau mồm mau miệng nhá các anh nhá. Em này với em 06, đúng rồi, em 06 và 07 thì là hai em xùy rất là hay và mong mỏ. Yên tâm các bác, em bảo hành cho anh em về nhà anh em là xùy nhá. Bởi vì ở nhà em là nó đã xùy rất là nhiều rồi. Em này em chia sẻ cho các anh, các bác nhà mình giá 900 này. Chim khá là già rừng và giọng rất là hay nhá anh em yên tâm. Giọng xùy em này rất là dài, âm xùy dài tầm 3 đến 5 âm đấy, giọng âm dài lắm. Với em 03 xùy rất là mau mỏ luôn này, vừa xùy đấy. Anh em nhà mình có nhu cầu thì alo cho em Quỳnh nhá. Ủng hộ em Quỳnh, liên hệ cho em Quỳnh qua số điện thoại của Zalo là 0983 936 899. Đấy, cảm ơn cả nhà đã theo dõi những video clip trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé anh nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video sau.